Trong vòng 1 đến 2 năm trở lại đây, nhiều bộ phim hoạt hình 3D ngắn của sinh viên tự làm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng do phim rất sống động, màu sắc đẹp, phong cách hài hước, vui nhộn và đặc biệt có nội dung giáo dục rất cao. Từ Dưới Bóng Cây đến Cô Bé Bán Diêm, Hope, phong trào làm phim hoạt hình 3D ngắn hiện đang được rất nhiều bạn sinh viên, nhất là sinh viên ngành đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện phát triển. Tuy nhiên, có một thực tế là trong khi rất nhiều các tác phẩm phim hoạt hình sinh viên được nhiều người tán dương khi đưa lên mạng Internet, thì con đường đưa những bộ phim này ra thị trường lại đầy chông gai và trắc trở. Nói theo cách nói vui của các đạo diễn trẻ thì những bộ phim của họ đang rơi vào tình cảnh đầu xuôi nhưng đuôi chưa lọt. The Killer, một phim hoạt hình ngắn sử dụng công nghệ 3D do sinh viên trường đào tạo đa phương tiện Arena Multimedia sản xuất. Thông qua những nhân vật vô tri, nhóm sinh viên của Arena Multimedia đã phản ánh những hành vi giết người nhẫn tâm, coi thường pháp luật trong xã hội. Cách tiếp cận hài hước, phong cách trẻ trung vui nhộn đã khiến nhiều người xem thích thú khi xem The Killer. Trong khi đó, bộ phim hoạt hình 3D Caution cũng do một nhóm sinh viên tự sản xuất lại phản ánh nạn chặt phá rừng bằng hình ảnh của một ông tiểu phu đốn củi tại một hòn đảo. Qua thước phim ngắn này, các nhà làm phim trẻ tuổi muốn gửi gắm một thông điệp đến các bạn trẻ là hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Cái vấn đề nhức nhối nhất trong xã hội bây giờ, đấy chính là nạn chặt phá rừng và cũng như là việc bảo vệ môi trường. Thì chính cái đoạn phim ngắn này, mình mang một cái thông điệp nhỏ đến cho các bạn trẻ và tất cả mọi người trên mọi người để cùng nhau bảo vệ cái môi trường xanh sạch đẹp. Trên đây chỉ là hai trong nhiều bộ phim hoạt hình 3D ngắn được trình chiếu tại hội thảo 3D Animation, hình dáng tương lai do trường đào tạo Arena Multimedia vừa tổ chức tại Hà Nội. Phần lớn các nhóm sinh viên làm phim hoạt hình 3D đều cho rằng loại phim này đòi hỏi nhiều kỳ công, trong đó việc tạo hiệu ứng đặc biệt về chuyển động của các nhân vật sao cho tự nhiên, từ nét mặt, mái tóc, quần áo không phải là chuyện dễ dàng. Bên cạnh đó, dù sinh viên đồ họa hay mỹ thuật đa phương tiện có thể nắm chắc lý thuyết, chưa hẳn đã có thể xây dựng được một bộ phim hấp dẫn, bởi kinh nghiệm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực làm phim này. Cũng theo các nhóm làm phim sinh viên, việc làm thế nào để xây dựng được một kịch bản phim hấp dẫn trước khi thực hiện các bước tiếp theo luôn là bài toán nan giải nhất. Vì bọn em không phải là chuyên sâu về cái truyền hình, nên là phân cảnh rất là kém, rồi các cái chuyển động vậy, chuyển động. Hoạt hình thì người ta thích chuyển động đẹp, rồi đại khái là các cái vật liệu của nó cũng phải đẹp nữa. Nên nó rất khó khăn khi mà bọn em mới vào làm. Tức là về kỹ thuật, ở đây nhiều bạn học sinh là nếu bạn sao chép lại một cái phim hoạt hình của Pixar chẳng hạn, thì các bạn như bạn thấy các bạn làm có thể rất là tốt, có thể diễn thản cắt cảnh rất là tốt, có thể là tạo hình rất tốt. Nhưng mà để khi các bạn, nếu bạn làm tất cả các khâu từ A đến Z, xây dựng kịch bản, làm nhân vật như này kia, thì nó rất gặp rất nhiều vấn đề. Thì từ đấy mình suy ra là cái vấn đề của phim hoạt hình của Việt Nam ấy thì là vấn đề kịch bản. Tuy có nhiều cơ hội để có thể tự làm phim hoạt hình 3D, song con đường phát hành duy nhất mà các bạn trẻ làm phim 3D có thể dựa vào chỉ dừng ở việc tự tải lên các trang mạng xã hội, YouTube làm quà tặng cho người xem. Cách đây 1-2 năm, cộng đồng mạng cũng từng xôn xao vì những bộ phim hoạt hình 3D do các bạn trẻ Việt tự sản xuất như Dưới Bóng Cây của nhóm Carrie tại thành phố Hồ Chí Minh hay phim hoạt hình 3D Cô Bé Bán Diêm. Và cho đến nay thì những bộ phim này cũng chỉ dừng lại ở mức một clip được nhiều người truy cập trên Internet mà thôi.